Xin chào các bạn. Thì mình cũng mới vừa đi làm về đến nhà. Thì mình cũng mời các bạn cùng mình làm một cái món chân giò ngâm chua ngọt nha. Cái món này thì kể ra thì nó cũng là nằm trong một câu chuyện cũng khá buồn. Thì hôm nay mình đi làm về đến nhà thì mình cũng vừa bắt nồi cơm lên thì mình lại chợt nhớ đến một cái món này là món chân giò ngâm chua ngọt. Cái món này là của một người mà mình đã từng yêu thương. Người đó rất là thích ăn cái món này. Ở đây thì mình xin giấu tên người đó nha, là không tiện nói ra. Thì người đó rất thích ăn cái món này. Thì mình tự nhiên cảm thấy nhớ và cứ vội chạy đi để mua cái chân giò về đây làm cái món này cho người này. Tuy người này không có còn ăn với mình nữa nhưng mà mình vẫn làm, mình cảm thấy nhớ và mình làm những gì mình cảm thấy đúng với mình thôi. Cho nên mình chạy đi mua cái chân giò về đây, mình làm cái món cho nồi sẵn đây, mình cũng cho tất cả các bạn mọi người biết cái cách làm chân giò thế này. Nói chung là mình cũng không có biết, nhưng mà vì tự nhiên cái mình chợt nhớ ra cái người đó thích ăn cái món chân giò này nên mình về mình làm. Thì mình cũng biết sơ sơ thôi. Thì mời mọi người cùng làm cái món chân giò thật là ý nghĩa này đối với mình nha. Thì mời mọi người sẽ làm nè. Đây mọi thứ mình cũng đã chuẩn bị xong hết nha các bạn. Đây là chân giò, đây là nửa cái chân giò nha. Nửa cái chân giò thì mình cũng đã chặt sẵn ra rồi. Thì nửa chân giò này sẽ hai người ăn là có thể là ăn không hết. Thì ở đây là gừng, gừng mình đã gọt vỏ rửa sạch và sắc lát mỏng ra, và một ít nữa là mình băm dập để lát nữa mình trụng với chân giò. Và sả, sả thì mình cũng đập dập và mình chẻ ra nha. Và đây đây là giấm, giấm ăn, đường, bột ngọt, muối. Thì ở đây đúng ra là cái món này là có ớt trái sắc lát ra nữa, nhưng mà tại vì cái người mà mình nói lúc nãy á thì người đó không có ăn ở được ớt cho nên mình loại trừ ớt ra. Mình sẽ làm cái món này là không ớt nhưng mà theo nguyên tắc là phải có ớt nha các bạn. Tại vì này mình không mới làm cho khách mà mình chỉ tưởng nhớ tới người đó và mình làm cái món này không ớt. Nên mọi người bắt đầu cùng làm. Trước tiên là bây giờ mình sẽ chần qua nước sôi, chân giò chần qua nước sôi này cho nó teo lại và nó sẽ sạch những cái chất nhờn hay là bỏ chất dơ bẩn gì mình rửa còn chưa sạch đó. Mời mọi người nha. Nước cũng đã sôi nha các bạn. Bây giờ mình cho cái chân giò này vào mình chần sơ để cho nó teo lại và nó sẽ làm sạch hết cái chất nhờn và những cái cặn bã không được tốt. Thì mình chỉ chần sơ qua cái rồi mình sẽ vớt ra và đi rửa lại nước sạch thật kỹ và để thật ráo nha các bạn. Rồi như vậy là xong rồi các bạn. Giờ mình sẽ vớt nó ra và đi rửa sạch lại bằng nước lạnh và để cho thật ráo, rồi lát nữa mình sẽ làm tiếp cái công đoạn sau. Sau khi mình đã chần cái chân giò nó và mình rửa sạch lại bằng nước lạnh và để ráo rồi, bây giờ là bắt đầu là mình luộc chân giò nha các bạn. Thì mình luộc chân giò thì cái nước luộc này sẽ mình sẽ cho cái
cái gừng mà mình đập dập vào để cho nó sẽ khử cái mùi và nó thơm nha các bạn. Mình cho gừng vào và cho chân giò vào luộc. Các bạn nhớ là luộc này là mình đừng có luộc quá mềm, cảm thấy nó chín là ăn được thôi, chứ đừng có luộc quá mềm nha. Quá mềm trong thời gian mình làm chua nó sẽ nhão và nó không được ngon nha. Nói chung mình luộc mà cảm thấy nó vừa chín ăn được, không nên luộc quá mềm. Thì mình nấu canh hay hầm gì đó thì mình cho mềm thôi, còn mình luộc mình để làm chua ngọt thì mình không nên luộc quá mềm. Thì nghĩ mình cái chân giò này mình trần sơ qua rồi thì mình luộc chắc nó cũng nhanh chín thôi các bạn ơi, trong vòng 5-10 phút là nó sẽ chín ngay. Trong thời gian 10 phút thì chân giò mình cũng đã luộc chín rồi các bạn. Bây giờ tới cái giai đoạn này là cái giai đoạn quan trọng nhất nè. Bây giờ chân giò chín rồi, mình sẽ vớt ra. À, các bạn nhớ nè, cái này là quan trọng nhất. Mình vớt ra mình sẽ cho vào một cái thau nước đá lạnh nha. Mình cho vào thau nước đá lạnh thì chân giò nó sẽ săn và nó rất là giòn nha. Thì mình ngâm vào cái nước đá lạnh này cho nó thật nguội, xong mình vớt ra để ráo. Xong rồi cái là mình mới cho vào tủ lạnh khoảng 15 phút. Cho vào tủ lạnh, vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 phút cho chân giò nó lạnh và nó giòn. Thì mình lúc đó xong mình mới đem ra là mình bắt đầu là cho vào hũ làm chua ngọt nha. Thì đó, cái mình khi mình ngâm nước đá và một khi mình cho vào ngăn mát tủ lạnh á thì giò nó sẽ rất là giòn và rất là ngon nha các bạn. Đây các bạn, bây giờ là chân giò mình vớt ra mình ngâm nước đá lạnh rồi. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ nấu cái nước mà để ngâm chân giò nha. Bây giờ cái nước này thì mình sẽ cho muối vào nha, một muối vào cũng không mặn lắm nha các bạn. Và đường nha bạn, có 2 muỗng đường thì khoảng một cái muỗng canh này, muối thì khoảng 1,5 muỗng, thì đường thì 2 muỗng đường. Thì một xíu nữa mình cứ nếm thử mà cảm thấy của nó còn thiếu đường thì mình sẽ cho đường thêm vào. Thì mình cho đường nó vào nó nhiều hơn cái lượng muối một xíu để cái chân giò mình ngâm chua ngọt nó mau dậy nha các bạn. Và xíu nữa là nước sôi lên thì nó tan hết muối đường rồi, mình sẽ cho giấm vào nha. Chân giò mình ngâm nước đá lạnh thì nó cũng đã nguội lạnh rồi, bây giờ mình vớt ra để cho thật ráo rồi đem bỏ ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Rồi để cho thật ráo mình sẽ bỏ ngăn mát tủ lạnh khoảng tầm 15 phút rồi mình vớt ra. Sôi rồi, đường với muối cũng tan rồi, mình nếm thử cái lượng đường như thế nào. Mình phải cho cái lượng đường nó phải nhiều hơn muối. Nó phải ngọt nha các bạn. Mình kêu chua ngọt nè, nó phải ngọt. Mình cho thêm 2 muỗng đường nữa.
Rồi, mình thì anh thấy nó ngọt mình cũng vừa rồi. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ cho giấm vào. Thì cái lượng giấm thì mình nhắm cho nó vừa đủ hơi chua thôi nha các bạn. Này chứ đừng có cho nhiều quá nó chua quá thì nó khó ăn. Rồi tức là mình tắt bếp và để cho cái nước này nó thật nguội, rồi mình sẽ lấy món giò từ tủ lạnh ra mình bỏ vào hũ rồi mình sẽ ngâm nha các bạn. Sau khi cái móng chân giò mình bỏ trong tủ lạnh cũng được 20 phút rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu ngâm. Thì mang ra mình đã sắp sẵn trong hũ rồi các bạn, và nước nước giấm cũng đã nguội rồi. Bây giờ là mình bắt đầu ngâm nha các bạn. Thì khi mình xách vào trong cái hũ nhựa hay hũ thủy tinh gì đó tùy không, thì mình sẽ cho cái gừng sắc lát mỏng này nha, gừng và sả sắc lát mỏng á, cho lên phủ lên lớp ở trên nha các bạn. Đó, gừng và sả cho phủ lên. Thì nhờ có gừng và sả này, gừng là thơm, sả thì nó sẽ làm mau dậy mùi. Và cái món giò của mình nó rất là ngon nha các bạn, dai ngon thơm các bạn. Hũ này nhỏ nó đầy sao á. Như cái hũ này nhỏ quá, mình sẽ cho vào cái hũ khác nha các bạn. Nó nhỏ quá mình không có thể nào mà mình cho nước nó vào nó ngập được cái móng giò các bạn. Mình đã đổi sang một cái hũ lớn hơn và mình đã sắp vào. Bây giờ là mình sẽ cho cái nước giấm vào, nó sẽ ngập cái móng giò nha các bạn. Cho cái nước chấm vào, nhớ là cho ngập vào móng giò, nó ngập nó mới thấm được cái gừng và cái sả nha các bạn. À, mọi người nhìn nhớ giùm mình xíu, lúc đầu mình có nói là mình chỉ là làm cái món này vì tưởng nhớ đến một người mình rất yêu thương. À, người đó rất thích ăn mà người đó không có ăn ớt được, cho nên mình không có dùng ớt nha. Sẽ có nhiều người hỏi dù tại sao cái món này mà không phải ớt, mà lý do là cái món này nó cũng nằm một trong câu chuyện cảm động của mình, cho nên nó sẽ không là có ớt nha các bạn. Đó. Mình đã cho nước giấm vào nó ngập hết cái móng giò rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đậy nắp và mình cho vào ngăn mát của tủ lạnh thì khoảng 2 hôm là mình ăn được rồi nha các bạn. Cái món chân móng giò ngâm chua ngọt thì mình cũng đã thực hiện xong rồi nha các bạn. Thì cái món này, làm cái món này là nó cũng nằm trong một cái câu chuyện cảm động của mình. Thì mình cũng mong rằng cái người mà mình rất yêu thương đó sẽ xem được cái clip này và sẽ hiểu được mình. Cái món món giò này mà mình làm cho người đó thích ăn nhất, cho dù người đó bây giờ không có ở đây, không có ăn được, thì mình cũng xin kết thúc cái clip. Xin chào, tạm biệt tất cả các bạn. Các bạn hãy đăng ký và like video ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào, tạm biệt các bạn.